máy này là em làm máy 52 các bạn. 52 cho RSX 110 FI. Đó, chạy nhẹ nhàng, có gia tốc. Nhưng mà không có chạy lên 120, 130, 140 đâu nha các bạn nha, làm tới đâu chạy tới đó hơn. Bạn quay RSX 110 FI, camera quay sơn vòng giùm anh. Trước khi qua thì chủ xe có nhắn tin hỏi mình để xin báo giá. Thì mình báo giá đâu khoảng 11 á, nhưng mà chủ xe qua chủ xe làm nhiều hơn nha. Chủ xe sẽ có một cái tâm thư là bảo dưỡng máy zin, làm lại nồi bún là bay, chế bộ đầu đèn sửa lại, két chân máy, chó đạp, gắp sâu, mang cá đứng xích vô đây là bảo quay cho anh xe em, quay tình trạng xe em, đầm trước, đầm sau, má đầm bô còn thắng, vệ sinh heo trước thay 4 tháng hãng, thay dây ga hãng, thay lọc xăng với xúc bình xăng lớn, hồng xăng chim phun, làm chén cổ thay cao su gấp. Rồi sau đó là mình sẽ ra một cái bill chính xác cụ thể với tình trạng em quay vô quay từ từ hơn Nhật đó, quay chậm 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 rồi quay cái đó y như hơn mày ăn cướp người ta nữa. Em ra một cái bill lại chính xác trên tình trạng xe khi chủ xe chạy qua, ở dụ khi chủ xe chạy qua là bạc đèn bánh dĩa thắng đâu nè, nó mòn rồi đó. Với lại là chủ xe thời gian có hạn nha các bạn, chủ xe là đưa xe em là ngày 19, nhưng mà tới ngày 23 này á, là chủ xe sẽ lấy xe là trong vòng 4 ngày. Rồi bây giờ là mình sẽ tranh vụ hủ mình làm xe này cho chủ xe. Chào em, thì giờ bắt đầu là anh tháo máy xe em ra. Thì cũng chào khán giả xem con. Ở đây các bạn đang thấy là một cái máy zin của xe quay Black RSX110. Thì khi mà một cái máy zin mình mở ra, mình cần đại tu những gì? Đó là bạc đạn máy. Ví dụ trong phần máy nha, trong phần bụng giữa trước đi là sẽ bạc đạn máy. Bởi vì khi các bạn đi lâu á là nó sẽ cháy nhớt, hao mòn bạc đạn, dẫn tới xào bạc đạn dên đó, rơi tay dên đồ hoặc là cháy tay dên. Ví dụ như trường hợp xe này là cháy tay dên này các bạn, máy các bạn nó không êm thì mình mở ra mình sẽ thay tay dên bị cháy, bị cháy thì mình sẽ thay tay dên, thay bạc đạn, cái này kêu là bạc đạn rồi đó. Giống như súng hả? Rồi còn số nè, số mình nói với các bạn, số quay Black á thì mở ra chắc chắn luôn em sẽ thay đó, em sẽ thay bộ số mới cho chủ xe. Đồ cũ phụ tùng cũ bắt buộc chủ xe phải lấy về. Rồi và đây nè, xe này là bắt đầu lên ướt nè, ướt bê tông ở trên là em sẽ tiến hành á là em lên cốt bê tông và thay bạc cho chủ xe, giống như bảo dưỡng lại. Đầu ở đây á thì khi mà chủ xe đi lâu là các bạn sẽ thấy nè, bắt đầu cũng ướt nhớt là đóng khối rồi đó. Những cái này là sẽ kêu á là hao mòn theo thời gian, bắt buộc phải có cho mọi dòng xe. Dòng xe nào sử dụng động cơ đốt trong là sẽ bị hết các bạn đó. Và về cái vấn đề mà chuồng heo và nồi ở trên dòng quay Black này, hồi xưa giờ mình không khắc phục được cái vụ hư chuồng heo á, thì trong năm 2024 này mình đã khắc phục được cái vụ đó và không bao giờ bị nữa. Khó bị hơn đó, chính xác là khó bị chứ không phải là. Xe này thì thấy bố kèn dài nè, lá bố đen nè đó, để coi thử là sao nồi này là gì, là sao nồi đen. Rồi thì bây giờ em sẽ tiến hành là em sẽ thay bạc đạn nha. Em sẽ thay cặp bạc đạn Zen NTN mắc in da băng cho chủ xe. Đó, một cái là 63-22 C3 và một cái là 63-22 không có C3 ha. Rồi, chuông nè, khi mà đi lâu là nó sọc chuông nè. Đó, đúng rồi, chuồng heo, chuông nồi. Anh chào em, bây giờ đầu tiên là giờ phần hồng xăng của em nè. Thì anh sẽ gỡ ra, anh vệ sinh hồng xăng kim phun cho em ha. Và phần heo dầu trên á là anh sẽ thay ti ben trên. Heo dầu dưới á thì anh sẽ gỡ ra, anh vệ sinh heo, thay phốt, thay sinh. Và bạc đạn bánh trước của em nè là có bể bạc đạn bánh trước thì anh sẽ thay phốt bánh trước chứ là bạc đạn bánh trước cho em ha. Bạc đạn bánh trước anh sử dụng bạc đạn bánh trước là NTN. Bố ăn trước anh cũng sẽ thay cho em. Bao tay thay cặp bao tay mới. Thì bây giờ là anh sẽ vô anh tiến hành là ráp máy xe em. Đầu tiên á là anh sẽ đờ 3, anh rửa sạch cái lốc để mà anh kiểm tra ốc xả nhớt. Cái này quan trọng lắm nha. Rất là nhiều anh em đi phun chợ neo, đi quay Black là dễ bị nứt và tét con ốc này nè. Cho nên là phải đờ 3 kiểm tra cho em. Thì hiện tại là lốc của em bình thường. Đó, và anh đã rửa dọn sạch sẽ lại phần lốc, trả vào lại màu nhôm zin rồi lại hết cho em sạch sẽ luôn cả hai bên. Đó, đẹp trai, lộng lẫy như em vậy á. Rồi, còn khi mà một cái máy anh làm á cháy nhớt nè, em thấy là những phần nhớt cháy rồi đó thì anh, nhất là bên lửa nè, người ta không có chịu mở bên lửa ra người ta rửa đâu, còn anh á, là anh mở hết bên lửa luôn, anh rửa rửa chi để giữ những cái chi tiết này nè, đó là nó sẽ sạch sẽ hết cho em. Này mình tổng này tu máy mà, dù nhiều người ta vẫn để gì ta xịt xăng sơ qua đó, còn anh á là mở ra hết nắp chao, nắp đồ trên đây nè, nhớt cháy nhớt đồ anh rửa sạch cho em luôn. Rồi
bắt đầu đi vô phần chính ha. Này là vấn đề là anh kỹ được là cái sự sạch sẽ, là mình kỹ được thì mình kỹ rồi. Phần chính thì bây giờ bắt đầu là dên. Dên đây là anh bảo dưỡng là nguyên cây dên zin. Phần mái dên bên đây là kêu hai mái dên vẫn là của em. Khi mà bảo dưỡng, mình bảo dưỡng gì, mình thay cái tay dên là một, mình thay bạc đạn dên là hai. Bạc đạn dên sử dụng cho em là bạc đạn dên NTN của Nhật đó. Rồi là một phần. Tiếp đến số anh sẽ thay cho em một bộ số mới. Và nhiều người á thì người ta hỏi anh tại sao làm máy thay của người ta, vậy riêng em có cảm nhận gì hay không, thì anh em mình cùng nhau trao đổi. Đúng không? Cũng hay đúng không ạ? Hồi đó giờ mình cứ nghe trên, mình cứ chạy theo cái thời hiếu của người xem không à, mà các bạn không trải nghiệm cái cảm giác của đúng cái người chủ xe, đúng cái người bỏ đồng tiền ra, người ta cảm nhận cái gì? Dĩ nhiên người ta cảm nhận sự hài lòng chứ. Có ai mà cái người chủ xe bỏ đồng tiền ra muốn xe chạy dở không? Thay số mới về chạy ngon hơn, không rổ số, không xì nhớt cốt đạp đồ, không xì nhớt cốt nhông tải, rồi không hú số đâu mà. Đúng các bạn. Rồi. Dên số xong bạc đẩy máy sẽ thay cho em là full bạc đẩy máy NTN. Đó. Lòng á thì như yêu cầu của em, anh khởi công là dự án là 52. Đó, .5 thì giờ là anh làm cho em bê tông 52. Sơ mi dày, đảm bảo là xe chạy không có bị ren lòng, ren đồ. Đó. Rất ngon lành ha. Rồi. Tiếp đến phần đầu bò nè, là phần quan trọng nhất. Thì anh sử dụng cho em là hai số bắp CNC. Em thấy số bắp đã không? Thả lên nó tự chuột xuống nhẹ nhàng nè. Đó, từ 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 đi xuống. Cái số bắp này đó, ưu điểm của nó là bền hơn số bắp zin, chất lượng cao hơn số bắp zin. Và sẽ là nó hạn chế cái vấn đề khi mà các bạn chạy những cái dòng quay đầu vuông nè các bạn, khi mà đi máy nóng bị lách chách trên đầu bò là xe này nó hạn chế được khi làm số bắp CNC nha. Còn về vấn đề bên nồi á, nó gồm dãy này nè. Là gì? Một là bơm nhớt. Chuông nồi á là giữ lại thay chuông. Bố hoa càng thay bố hoa càng dài. Hai mặt nhôm nồi là giữ lại, lò xo là thay mới, chuồng heo là thay mới. Thì vấn đề ở đây á là trong năm 2023 và 24 là mình đã phát sinh ra vấn đề là khắc phục được cái lỗi mà dễ hư chuồng heo cho xe quay black. Thì sau này á, những cái xe mình làm cho anh em, ngay cả làm nồi hoặc làm máy á, mình sẽ áp dụng chuồng heo luôn. Nó sẽ hạn chế vấn đề là hư cái lỗi bạc của cái chuồng heo đó cho anh em. Còn ở đây á là anh sẽ xài lại cho em là gì? Bố hoa càng nè. Hiện tại cho em bố hoa càng dài là cái đó là mình thay ha, là cái này độ hao mòn của một chiếc xe. Rồi cái đế này là đế của em, cái nhông này là nhông của em, anh sẽ thay cho em một cái chuông mới. Đó là các bạn khán giả xem kênh rất là hiểu rõ ràng là khi mà làm lại á, máy á, thì là dùng từ là kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế những phụ tùng hư cần thiết trên một chiếc xe, chứ không phải đụng vô cái gì em cũng thay. Đó, bơm nhớt đây là một cái bơm nhớt lớn để mà tăng cái lưu lượng nhớt bơm lên đầu bò, nuôi cam cò tốt hơn. Mặt nhôm cũ khách hàng mình sẽ thay lá bố, lá sắt. Đó, lại cho chủ xe và bộ là sơn nồi bấm là bay búng là đi, đã là qua vô số là rớt sợi sơn của mình. Rồi. Cốt còn số là sẽ thay cốt mới, rất là quan trọng nha. Bởi vì nó quan trọng là quan trọng ở phần này nè các bạn. Nó quan trọng là ở phần răng nè. Đó. Cái răng này thì các bạn thay mới, nó đảm bảo là khi mà chủ xe đạp số nhiều á, nó không bị mòn đầu răng, không bị cuông đầu. Buri nè, xin cam, bánh lòng, bánh đỡ, ống sáo, xin nắp chao, ron phốt, tất cả là phụ tùng chính hãng hết. Chất lượng tuyệt vời thôi các bạn ha. Bây giờ anh cũng cảm ơn em rất là nhiều vì sự tin tưởng này. Bây giờ cho phép anh tiến hành. Chào em. Quay sơn dòng, đẹp trai, sạch sẽ, không có ghẻ, mới tinh luôn. Vô được sửa xe xong cái ra tự nhiên thấy cái xe đẹp trai hơn hẳn và tăng lên 10 HP. Đó, là sáu xe sạch là thấy cái xe nó thoải mái con người các bạn. Rồi, bây giờ em sẽ đọc những cái thứ em làm trên xe này cho các bạn coi ha. Mời camera trả về vị trí cũ. Một là em vệ sinh cồn dầu thắng trên, heo dầu thắng dưới đã xử lý xong. Hai là thay cặp bao tay đã xử lý xong. Ba là em thay 4 tháng trước phốt bánh trước. Và năm mặt đạn bánh là hai mặt đạn bánh trước, ba mặt đạn bánh sau. Vệ sinh họng xăng kim phun và có làm nhẹ dây ga cho chủ xe luôn. Đó, làm cổ phục chẳng ba. Còn cần thắng đây nè các bạn, chủ xe yêu cầu thay mới, em đã thay mới rồi. Và chủ xe có yêu cầu thay một cái chống đứng mới nữa, nhưng mà chống mới mình làm lại được ngon lành, cứng cáp bật lên bật xuống được, cho nên là không có thay cho chủ xe nha các bạn. Đó. Đây. Nhẹ nhàng, không có còn bị kẹt nữa, cũng không lắc lư cái lỗ sườn luôn. Các bạn bị lắc lư lỗ sườn là sao các bạn hiểu không? Rồi.
phốt bánh trước phốt bánh sau, có thay phốt bánh sau, cao su gấp nằm đây đó, thấy cái dĩ này nó mới nè, các bạn thấy cái mí hoài nó mới thôi là biết chắc chắn là có thay cao su đầm làm ơn sau. Nhông xin dĩa chủ xe kêu ơi giờ 4 tháng sau để dây bụi nằm ở đây nè. Rửa xe thay ổ khóa, ổ khóa chủ xe đưa thấy vô dầm rồi là xong nha các bạn. Ủa ổ này ổ hãng bảo ổ hãng sao có tới 3 chì à, em giữ lại chì cũ cho chủ xe hả? Chứ ổ hãng có 2 chì thôi nha các bạn. Máy này là em làm máy 52 các bạn, 52 cho RSX110Fi đó, chạy nhẹ nhàng có gia tốc nhưng mà không có chạy lên 120, 130, 140 đâu nha các bạn nha, làm tới đâu chạy tới đó thôi. Cảm ơn.